Cảm ơn quý vị khán giả đang đến với chương trình Góc bếp thông minh. Anh Jun ơi, sao nè? Ở đâu đồ ăn ngon nhất? Trời ơi, thì dĩ nhiên là góc bếp thông minh rồi. Ở đâu đồ ăn độc nhất? Thì dĩ nhiên cũng là góc bếp thông minh đúng không? Chính xác là như vậy. Giờ anh ví dụ một trò chơi khoai dầu buca làm được không nha? Tay đấm tay xòa. Lòng em làm gì lắm. Anh Jun làm hay quá ha. Chị Lê Giang. Trời ơi, được chết á. Nè, chị quen. Bây giờ mọi người nhìn kỹ Jun làm nha, rồi bắt ai bắt trước được thì Jun thấy là mọi người xứng đáng là ngồi ở đây. 1, 2. Đúng không? Đúng không? Sai đúng rồi. 2, sai rồi Jun ơi. 3 ngón tay ở trên trán mà. Kìa, ngọc trái kìa. Cái này hồi xưa Jun có qua Nhật á, Jun ăn rồi. Ai hả? Qua bên đảo Hamamatsu. Là một cái tỉnh mà người ta nổi tiếng nhất món này luôn là hamburger. Wow. Hamburger. Mà cái này là thịt băm bò đó, nó bầm nát ra. Demo juicy. Juicy ですね. Hai, anata wa kiite kudasai ne. Cắt. Hai, hai cắt. Cắt. Gì vậy? Gì anh nói thôi, nói nghe coi, hiểu gì hết chưa? Game của chúng ta là gì vậy anh hứ quá. Anh lo anh diễn quá anh quên. Game của mình dễ ẹt rồi em thấy vậy thôi. Là mấy em tự đoán được đúng không? Vậy thì thôi khỏi nói. Ủa đâu? em đã biết gì đâu à? Em chưa biết gì hết. Mà em chưa biết gì. Em đến đây em làm gì em không biết. Chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi y như hồi xưa. Ủa, em đã chơi cái trò hồi xưa là hồi nào? Này nó nhanh quá, trò của chúng ta là trò hát nói. Ví dụ như trao lên bà, trao vô màu dao. Chữ gì? Gì? Em hát đi vậy? Em gì? Cái gì khó vậy anh? Giờ thì em hứa để làm gì? Giờ thì em hứa để làm gì? Đã không còn lại gì. Hứa để chờ nhận. 3, 2. Anh cho con người ta thắng đi, Jun ơi. Anh rất là kiểu. Anh rất là anh thua. Anh thách người ta đó nha anh Jun. Ờ anh thua rồi, anh đang như vậy không? Bà thấy không? Cái chợ búa quá. Cái gì vậy? Thua rồi. Đồ ăn của tụi em trời. Thôi ơi. Thua rồi đúng không? Thua rồi. Yeah. Cái nước sốt mà gọi là sốt mayonnaise mù tạt này nó rất là đặc biệt. Bởi vì khi mình ăn á, nó ngọt ngào nhưng mà cái hậu á, nó xông lên trên mũi mình, nó làm cho cái mũi mình kiểu hơi the thé đó. Mọi người ăn sushi á, là mọi người nhớ nha, chúng ta đừng có bỏ nguyên miếng mà chúng ta nuốt trọng vô. Thì chúng ta không có thưởng thức được cái vị ngọt á, của cái miếng thịt mà còn tươi á, nó phúng ra trong cái vòng họng của mình á. Mà mình phải nhai thật là chậm nữa chị. Đúng rồi. Này mình đặt cái miếng thịt lên lưỡi của mình nha, lên lưỡi để mình cảm nhận cái vị của nó trước. Nè đừng có đưa vào họng luôn, mình đặt lên lưỡi trước. Nhai chậm nè. Ủa sao nãy nói ăn ít mà tự nhiên bo hết vô miệng vậy? Ủa kêu bảo không được. Nhưng mà mình ăn từ từ anh. À. Đó, mình thưởng thức. Mình đưa cái miếng thịt lạng qua lạng lại cái lưỡi của mình nha. Đó, mình phải lạng thật nhiều để mình cảm nhận được. Đây là một cái cách mà Sam nghĩ là chúng ta phải tinh tế trong cái việc ăn uống. Mọi người nhìn một cái miếng bò như thế này, một cái miếng sandwich thăn bò như thế này, nó sẽ có rất là nhiều lớp đúng không? Thì khi mà chúng ta ăn á, chúng ta nên sắc theo cái tầng như thế này để chúng ta có thể thưởng thức được rất là nhiều tầng trong một miếng bò. Anh có thể cầm miếng bò lên để em giới thiệu cho quý vị khán giả. Đúng vậy, đó, và khi mà ăn vào, khi mà cắn vào cái sớ này nè, thì đầu tiên chúng ta cảm nhận được cái vị mềm của... Được ăn anh, cái này. Cái vị mềm của sandwich rất là thơm. Trời ơi. Mọi người ơi, nhìn nè, mọi người ăn tôm phải điêu luyện như em thấy không? Ôi, wow. Hay vậy chị? Ủa, hay vậy? Đó, bóc ra luôn nè, cái thịt nè. Là hầm á, rất là tới kỹ. Rất là kỹ, cho nên là cái miếng thịt nó rất là mềm. Không ạ, kệ người ta ăn kệ, mấy người kệ người ta. Em muốn hỏi bí quyết hay đừng có mơ. Hoặc má chương trình em. Đâu có những cá xê đâu, được ăn. Không có. Ê, thơm lắm luôn á trời, thơm lắm luôn á trời. Nè,
công nhận phải nói á. Chị là... không, đến câu hỏi tiếp theo. Cái thịt chị cua. Ơi, câu hỏi tiếp theo đi. Không hiểu kia rồi. Em ơi, cái thịt cua nó chắc á và nó rất là ngọt, chứng tỏ là cái cua rất là tươi, đúng không? Tươi mà cái thịt cua mà nó quện chung với lại phô mai á, nó vừa ngọt mà vừa béo của người phô ta mai á, nó làm mình tan chảy luôn. Tội nghiệp ba đứa bé bị danh dụ. Hãy đón xem chương trình Góc Bếp Thông Minh tập 1 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện.